giới thiệu với anh em con này là con ba lỡ lên nhé, được khoảng 3 tháng rồi, nấu rất là sung. Nhưng con này nó chùm ba mặt thì lâu lâu nó vui vui, nó ngửa tí thôi. Anh em cần hàng về cột mồi thì liên hệ Đức 0365 60 511. Những con như thế này thì cực tấu là lên mồi thì quá nhanh luôn, và cũng khá là thuần nhé, nó là ma lỡ lên nó rất là nhanh thuần, và có thể anh em có thể là đi bẫy được luôn, để ép vào lồng đi bẫy được luôn. Chỉ treo rời tay là hoắt nha anh em nhé. Anh em nào mà cần hàng về để đi bẫy chơi, bẫy tập sự thì con hàng như này nó giá là bình dân mà lại rất là đẹp, tập bộ to dài luôn, màu đá hầu bùa, hầu câu to. Đấy, con chim săn mồi săn rất là tốt.